Không, nó rất là đắt. Nó không có đứng như mấy cây kia mà nó lơi lơi giống như cánh phượng này. Đây nè, đây nè, đây nè, có màu đỏ luôn nè. Đây là thằng tài nè, nó giống như một cây hoa hơn. Còn ông này ông xè ra mà ông lơi nè, nó rủ ra nhìn nó đẹp, nó đẹp mà không thể tả được. Nhìn thấy đẹp không? Cái này được gọi là an phúc. Ra đây. Màu này lên cam nhìn ghiền đi trời. Nghe cánh không? Mới phun nước lên. Trời chết. Chết luôn. Đây. Tăng. Ừ, ghê chưa? Xin lỗi tí. Ok. Đẹp không? Mình nhìn nó là mình ghiền luôn các bạn. Mình nhìn nó mà mình quên luôn cái giá luôn đó. Nhìn nè. Chỉ có một cái hoa thôi. Bên kia thì đang nụ. Nhìn rất là ghiền. Rất là thích cái hoa này. Cái này gọi là Pink Star. Đẹp không? Bên này nó đã lớn lên nè. Như cái cánh này vẫn chưa bung hết. Nó vẫn còn thế này. Nhưng mà mình nhìn thích hoa này ghê luôn á. Hoa này đẹp. Đẹp thiệt. Chứ không phải đẹp giả. Đây là T1. Còn dưới đây là Long Thành. Nó cũng bằng không 4 ngón tay á, thằng này cũng 4 ngón tay luôn nè, bự ghê. Thằng này nở ra cái nó đỏ hết luôn, còn này nó lúc đầu thì nó đen, bây giờ nó trắng luôn. Nó này là gì đó. Thì chị là muốn ngắm em nó thôi. Trời ơi nó đã đẹp không? Tuyệt vời luôn không? Đi cứu mèo. Đi cứu mèo. Chụp cái coi. Đã qua sáng sớm ngồi ngắm nó thôi là cũng thấy đủ gạo đủ cơm rồi đó. Cái này phải xịt xương vô đồ cho có giọt xương động trên này nữa, cái là nhìn chết nhức nách luôn. Cứ được màu màu nữa nha. Thích mấy cái màu sáng này nè, nhìn nó sáng sân khấu. Mấy màu tối thì nhìn bên ngoài mới được, chứ mà quay lên cam thì nó không ngon lắm. Bên cam bắt hình nó không im. Để zoom lại cho các bạn coi có chưa, cái cánh nó đã ghiền ghiền. Én nhỏ chết luôn. Thấy chưa? Thấy đau. Giờ lại chút xíu. Căng cảnh cái coi nè. Đó. Hoa nó bự, nó đẹp. Giả măng chỉ luôn. Nó ra xong đợt này rồi nó sẽ ra tiếp cho coi. Tại vì thằng đại mỹ nhân này nó cũng say hoa lắm các bạn.
xây lắm, nó ra ra liên tục. Lấp ló sau lưng. Đây là hồng bích, ngọc bích, triệu minh gì tầm lum la, cái tên rất là nhiều. Thấy màu ngọt không? Ngọt luôn. Zoom cho coi. Zoom hết luôn. Để sạc vô. Cái này tại sáng chưa tưới nước. Tưới nước nó sẽ cho thêm chút xương như nó nhìn là gì chết luôn. Đó. Hoa này này ra mấy đợt rồi đó. Ra liên tục tí. Chết luôn. Còn đây là Beauty Queen. Có vẻ như anh này anh bị gục đầu rồi. Nghe không? Bông nó không có ngưỡng lên đâu. Nhưng mà hoa nó rất là đẹp luôn. Cái màu nó cũng giống như cái thằng kia vậy đó. Này Beauty Queen nè. Cây này cũng gian nan sóng gió vậy đó. Một cây một hoa duy nhất thôi, không nhiều. Bịt lâu dữ, trồng đâu thời đời đâu chứ. Mình chiết được hai nhánh này nha, kim anh này nè. Nó bị mấy con ong vàng chích. Mấy con ong vàng mắc chích. Mấy con bay chích chi vậy? Vừa qua dập liễu. Mình là từ lúc mình mua nó tới bây giờ mình trồng mới được ra được nhiều hoa vậy. Chứ hôm trước về trồng bị nó bị bọ chỉ nó ăn cùi hết trơn luôn, nó ăn không còn cái gì luôn á các bạn. Nên là trồng để ý nha, không trồng mà không để ý ha. Rồi, không còn một cái lá làm thuốc luôn.